Xin chào các bạn nhé, mình là Linh Anh đây và ngày hôm nay thì mình sẽ hóa thân thành cameraman để có thể là tiêu diệt 200 con Skibidi Toilet các bạn nhé. Không biết là ngày hôm nay mình có thể hoàn thành được cái thử thách siêu khó này hay không thì các bạn nhớ ấn đăng ký kênh nếu như mà tin là mình hoàn thành cái thử thách. Còn nếu như không tin là mình hoàn thành thử thách thì các bạn ấn like nhé. Đấy xài, để mình có động lực là hoàn thành cái thử thách này hơn. Yeah, let's go. Nào, ui ủa, cái gì đấy? Một ông trăng to đùng luôn các bạn ạ. Ui, sợ thế. Là khu giống, ui, các bạn nhìn thấy Skibidi Toilet không? Nó khắp mọi nơi, mọi ngõ ngách nghèo đường luôn các bạn ạ. Ui, lại có tiếp này, ui, nhiều quá. Các bạn ơi, cứu. Trời đông vậy. Góc nào mình cũng thấy Skibidi Toilet luôn. Áo ma Canada đấy. Ui, ôi. Ui. Không ổn rồi. Không biết là mình lạc đi đâu đây. Trời thì tối thui. Ồ, trước mình có một khẩu súng các bạn ạ. Oh wow, nghe thấy một giọng nói vang lên nghe sợ thế nhỉ. Không biết là ai đây. Ai, chắc là vẫn phải cầm khẩu súng này để có thể là tự vệ thôi các bạn ơi. Rồi luôn. Ây à, xung quanh đây xem nào. Ôi ôi, đằng trước hình như là có một cái trại quân sự hay gì đó các bạn ạ. Xung quanh đây thì không có lối thoát luôn. Ôi ôi, trời bắt đầu tối đen này, mất luôn cả ông trăng các bạn ạ. Ôi, cánh cửa mở đây. Đi vào đây xem có cái gì không nha. Ây ôi, cộp đầu rồi. Cúi xuống, cúi xuống. Ồ, đi được luôn này. Rồi, có hai cái túi cứu thương. Ồ, mình hoàn toàn có thể ăn để hồi máu. Tuyệt vời quá. Rồi luôn, điện này chập nghi nhằng các bạn ạ. Tiến vào trong cái cửa này xem có cái gì không. Coi chừng Skibidi Toilet nó ú à trong này thì vỡ mà. Ui, ui, vừa nói xong giật cả mình, may là nó bị choáng. Rồi luôn, nhưng mình hết đạn thì mình phải lấy đạn để mình bắn nó các bạn ạ. Rồi, quay lại xem nào. Đây rồi. Đấy, cuối cùng thì nó cũng ra đi nha. Mỗi tội nó đang bị choáng thì mình có thể là bắn chuẩn như thế các bạn nhá. Ok, đây có một cánh cửa này. Ồ, nhưng mà mình phải tốn tiền mới mở được cánh cửa này thì phải này. Thế thì mình sẽ cần phải luyện tập bắn súng. Nếu như mình bắn trúng mấy cái tấm bia này thì mình sẽ hoàn toàn là có thể có thêm tiền. Một pha này, chiu, headshot, chiu. Cứ bắn vào đầu là chắc chắn là sẽ có một phát one hit. Là cái bia này nó sẽ phải nằm xuống các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy bây giờ mình đã có 350 đô la và mình sẽ sử dụng 300 đô la để mở cánh cửa này nha. Đây là tiếp tục có tiền này. Ô, ở bên này như có cái khẩu súng đó. À đấy, đúng thật. Ui, khẩu này xịn lắm. Mình làm mua được luôn với giá là 100 đô thì phải. Đúng rồi. Wow, ở đây có cái mắt thần gì đây? Mắt thần Ai Cập. Ô, với cái mắt thần này mình hoàn toàn là có thể nhìn thấy những mục tiêu ở sau những cái bức tường. Thế thì hạ gục nó luôn. Hạ gục luôn, đấy. Thế là mình lại có thêm 200 đô la. Ê, mở cửa chắc chắn là tốn tiền nhá. Đấy, biết ngay mà. 150 đô, mình dư thừa luôn. Xung quanh đây có cái gì đây? Đây là căn phòng gì? Ở đây có cái quả cầu cầu. Ui, teleport các bạn ạ. Dẫn đến một căn phòng bí mật luôn. Ở đây lại tiếp tục có túi cứu thương nha. À, có một cái cánh cửa các bạn ơi. Ăn máu cho nó hồi lên 200% cái đó. Có một cái cánh. Ui, trái tim này ăn được nhiều máu thế. Làm mình phát lên 300% máu luôn rồi. Ở đây có cái cánh cửa, không biết có ai đứng đấy không. À, cúi xuống em các bạn ơi. Ôi dồi ôi, nhiều Skibidi Toilet hay là cái gì bên kia đấy. Cho một quả bom. Bùm. Ôi dồi ôi. Xì tờ các bạn ạ. Xì tờ. Bây giờ mình sẽ phải căn làm sao để cho. May quá các bạn ạ. Ném đúng vào cái cánh cửa nó bật trở lại. Tí nữa thì hẹo. Không sao, mình sẽ căn lại này. Ném lại vào này, ui chuẩn rồi. Chuẩn đét luôn rồi. Ui. Các bạn thấy không, một quả thôi mà hạ gục tất cả những cái tấm bia bên kia nha. Tuyệt vời đấy. Đây cánh cửa nữa thì chắc chắn là mình sẽ phải mở thôi. Đường ống nước à. Dẫn mình đi đâu đây? Đến đâu đây? Ui. Cái hố hay hầm gì vậy? Chắc này có căn phòng này. Ui gì? Tivi này. Bà tivi, bà đứng ở đây ạ. Tôi bắn vào. Tôi bắn vào. Giống như là phòng thí nghiệm các bạn ạ. Mỗi tội là đây là cái kính chống đạn rồi. Mình bắn nó không thể nào mà xuyên qua được các bạn ạ. Căng thẳng đấy. Nhảy qua. Ui dồi dồi, xà thế nhỉ. Ủa, đây có cái thang leo lên này. Không biết là mình sẽ thử nhảy qua xem có nhảy được cái hố này không nha. Lúc nãy là gần qua rồi đấy các bạn ơi. Lên này. Ô, qua luôn này. Hay quá. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Trời ơi, không qua được. Ố, có ba cái dây này. Có khi nào nó sẽ tăng tốc chạy cho mình hay không đây? Ô, đúng thật này. Wow, mình đã đi nhanh hơn rất nhiều nha. Leo lên cầu thang. Ui dồi, lên cầu thang. Bây giờ tăng tốc chạy lên, không biết là nhảy qua được không ạ.
Thử lại lên nữa nào. Lên. Này thì ui giời, gần được rồi các bạn ơi. Thử lại một lần nữa nha. May là nhảy xuống đây không bị mất máu một tí nào nha. Rơi xuống không bị gì luôn. Nó vẫn cứ là ok nha các bạn. Tiếp tục xem nào. Mày, ui giời. Chưa được các bạn ơi. Lại lần nữa nha. Trời. Trời ơi. Khó thế. Rồi rồi, liệu rằng phát này có lên được hay không đây. Đó. Ôi. Có lên một. Ui giời ơi. Ảo thật đấy. Nhảy mãi không qua được chỗ này các bạn ạ. Cố gắng phát nữa xem nào. Chắc chắn là chỉ có cách nhảy qua thôi chứ. Không còn cái nào có thể qua được nữa. Lên. Ui giời, may quá. Cuối cùng thì mình cũng đã kết hợp các phím nó đúng lúc, đúng chỗ. Thế cho nên là nhảy qua được rồi nha. Ok đấy. Rồi, rồi. Ui. Đây rồi. Hình như là mình chuẩn bị chiến đấu với bọn Skibidi Toilet ở trên chỗ này. Đây rồi. Ui ôi. Có đây. Mày, mày. Ôi, sợ giật hết cả mình các bạn ơi. Lùi ra xa một chút nha. Khẩu súng này hoàn toàn là mình có thể lấy tầm để ngắm lên đây mới gọi là khẩu súng xịn của mình này. Đó, bắn luôn. Ui. Wow. Cái đợt đầu tiên thì mình đã giành chiến thắng khá là dễ dàng. Mình sẽ ăn thêm túi hồi máu này. Ui, đầu lâu gì đấy. Đầu lâu này, wow. Giúp mình có thể là sử dụng gọi là hỏa lực khủng khiếp hơn thì phải này. Bắn nó sẽ mạnh mẽ hơn, sát thương gây ra được nhiều hơn các bạn nhá. Đợt 2 chuẩn bị xuất hiện này. Đúng rồi, mấy con này mình chỉ cần dùng cái khẩu súng lục này của mình thôi là mình có thể là bắn được nó nha. Hồi luôn. Tiếp tục sử dụng. Ây à. Wow, ở đây mình sẽ cần phải tiêu diệt 200 con Skibidi Toilet. Không biết là mình hoàn thành được. Ui chết rồi, khốn quá các bạn ơi. Có tiếp cận. Ui, đừng. Không thể tin nổi. Wow, ám sát mình ghê thực sự luôn các bạn ạ. May quá là nó cũng đã hết cái đợt thứ hai rồi. Đợt thứ ba chuẩn bị ra mắt rồi. Đấy rồi, nhưng mà mình đang tích lũy được 4.000 đô la rồi nha. Với 4.000 đô la này tí nữa mình sẽ có thể là mở cái hòm để lấy thêm những khẩu súng mới. Đấy, nhưng mà mình rất thích cái khẩu súng này luôn. Khẩu súng này chỉ cần bắn one hit thôi là mình có thể kết liễu được một con Skibidi Toilet. Mày này, núp vào đây. Mày này, cứ bắn vào đầu nó luôn. Mày này. Rồi sao? Ui, không ngờ khẩu súng này xịn thực sự các bạn ạ. Nếu như hai con Skibidi Toilet mà nó đứng cạnh nhau, mình bắn một phát là cả hai con cùng đi luôn các bạn nhá. Wow, xịn thực sự luôn. Nhảy lên xem nào. Ui dồi, trên này có cái gì đấy? Ủa, mình sẽ phải lấy cái đó. Mình sẽ có 51 giây để có thể là lấy được cái vật phẩm đó trước khi là đợt tiếp theo của Skibidi Toilet nó ra nha. Ủa, không lên được à? Ok à? Lên được. Ui, lại rơi xuống. Lại xem nào. Ok à, khó thế nhở? Ui rồi. Ai ủa? Ui giời ơi, lại rơi xuống. Mắc kẹt. Mày này. Mày này. Mày. Lên rồi, đây rồi, đây rồi. Lên. Ui giời à. Ơ cay thế nhở? Ô hay. Ơ ảo ấy. Rồi đây rồi. Chú. Ôi, cái gì vậy? Nhưng mình không biết là cái đấy có công dụng là gì luôn các bạn ơi. Khả năng là nhặt được vật phẩm chăng. Rồi chỉ còn 10 giây thì mình sẽ quay trở về vị trí để tiếp tục. Đó chính là chuẩn bị cho đợt tiếp theo nha. Đợt này đợt thứ 4 rồi. Ném một quả lựu đạn xem nào. Ui, nó không hề hấn gì. Khổ tôi chứ lại. Lựu đạn không thể nào mà gây nhiều sát thương cho bọn Skibidi Toilet này được. Thế thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại cái khẩu súng gọi là siêu xịn này của mình. Ngắm bắn. Một phát. Một phát nữa này. Mày này. Úi dồi. Úi giời. Uầy. Nhưng mà mấy cái khẩu súng này của mình chỉ băng đạn của nó rất là ít luôn. Chỉ có đâu đó là 6 viên thôi. Còn cái khẩu súng lục này của mình là có 15 viên. Cứ mỗi một lần bắn xong là lại phải thay đạn. Là cái lúc đấy bọn Skibidi Toilet nó cực kỳ nguy hiểm nha. Nếu như thay đạn mà không nhanh là ôi dồi luôn. Chỗ này thì hơi cao nên là mình chưa lên được cái này. Nhảy xa xa lấy đạn. Lấy đạn một tí. Ui. Không lên được các bạn ạ. Ồ. Cao quá. Thế thì mình sẽ tiếp tục quay trở về vị trí này để cố thủ nha. Không biết là đến đợt bao nhiêu thì nó mới hết Skibidi Toilet đây. Để có thể tiêu diệt được 200 con là cũng cả một vấn đề đấy các bạn ơi. Wow. Thú này bọn nó đã tiếp tục ra rồi. Tiếp tục là sử dụng khẩu súng trường này của mình nha. Wow, khẩu súng bắn tiền của mình thì khá là mạnh. Ôi dồi ôi, súng lục này bắn mãi nó không bị hẹo nhưng mà nó có choáng các bạn ạ. Khiến cho Skibidi Toilet nó bị đứng yên luôn đấy. Tiếp tục, một pha nữa này. Một pha nữa.
Một phát nữa. Sợ chưa? Sợ chưa? Wow. Xịn nhỉ. Rồi bây giờ thì trong lúc chờ đợi. Ui dồi, không ổn rồi. Cái khẩu súng lục đấy nó bị làm sao ấy các bạn. Ui, cứu 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 cứu. Ui, ui ui, may quá các bạn ơi. Ui. May là đợt này Skibidi Toilet nó vẫn chưa đông lắm, cho nên là mình có kịp thời gian vừa thay đạn xong phát. Wow, thốn thực sự luôn. Reroll. Để xem là ra được khẩu súng gì. Ui giời. Ui. Khẩu này à. Nếu như khẩu này hình như là một khẩu súng máy thì phải. Nhưng mà mình lại thích cái khẩu súng mà mình đang dùng hơn. Mỗi tội là nó bị hết đạn rồi. Nếu như mình không thay thì sẽ không có đủ hỏa lực để có thể là tiêu diệt cái bọn Skibidi Toilet nha. Nên mình bắt buộc là phải sử dụng khẩu súng mới thôi. Nhưng mà trước khi đấy thì mình sẽ nhắm bắn vào khẩu súng lục này đã. Cứ những con ở xa xa mình bắn dần đi. Đấy ơi, súng máy. Ui, bắn liên tục được các bạn ơi. Wow, xịn nhờ. Let's go. Tiêu diệt nó nào. Uầy, 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 uầy. Khẩu súng này bắn được 30 viên liên tục luôn các bạn ạ. Chỉ có điều là cái sức sát thương của viên đạn nó không được nhiều giống như khẩu súng bắn tỉa kia thôi. Nếu như mà sức sát thương nó nhiều như khẩu súng bắn tỉa kia thì bọn này biết tay với mình luôn. Trời ơi, mỗi tội là bắn phải tầm 5-6 viên thì con Skibidi Toilet này nó mới hẹo cơ. Không giống như khẩu súng bắn tỉa kia các bạn ơi. Bạn ơi. Uầy. Thốn, 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 thốn thực sự các bạn ơi. Uầy. Ôi bọn Skibidi Toilet có một con giống như con nhện vậy. Đang tiến đến. Tốc độ của nó khá nhanh. Kêu 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 kêu. Trời ơi, sợ thực sự các bạn ơi. Cuối cùng thì cũng đã tiêu diệt được nó rồi nha. Càng. Quá là càng các bạn ạ. Wow. Đấy mới chỉ là đợt thứ 6 thôi mà nó khủng khiếp như thế rồi. Có một con mắc kẹt đấy. Mày à bưởi. Bay xa thực sự luôn các bạn ạ. Nhưng mà khẩu súng máy này của mình nó chỉ đâu đó còn 50 viên đạn nữa thôi các bạn ơi. 50 viên đạn thì không biết là có đủ hỏa lực để cho cái đợt thứ 7 hay không nha các bạn. Rồi, sợ là không đủ lắm. Bởi vì bắn phát 30 viên đạn tiêu diệt có mấy con thôi, mình sẽ lấy thêm một khẩu súng khác. Mỗi lần lấy thì mình sẽ mất khoảng 3.000 đô la nha. Ui không ổn rồi. 3.000 đô la thì mình sẽ phải reroll lại. Tức là mở lại để xem là ra khẩu súng gì khác không. Hỏa lực nó phải mạnh hơn cơ. Ui, khẩu súng kia nhìn đẹp đấy. Ô, khó đẹp đấy. Nhìn trông có vẻ watch slack này các bạn này. Wow, phong cách của Mỹ à? Đúng, đây là cờ Mỹ sao các bạn ạ? Tiếp tục là đợt thứ 7 nào, để xem là đợt này mình có thể tiêu diệt được cái bọn này không nha. Với khẩu súng mới này của mình. Mày, cho một quả bọ. Một phát. Tôi không ổn rồi. À, đấy đấy, hỏa lực có vẻ là mạnh các bạn ạ. Có vẻ là mạnh này. Có vẻ là mạnh này, nhưng mà vẫn cần phải 2 viên thì mới có thể kết liễu được mục tiêu. Những con nào nhỏ thì một viên. Thế này thì nó vẫn không mặc khẩu súng luôn. Ôi chết rồi, khẩu súng này thất nạn lâu thế. Trời ơi, thốn. Ôi rồi, cứu. Oh no. Đông quá các bạn ơi. Trời ơi, nó ra một loạt luôn này. À, nhưng mà khẩu súng này mình thấy bắn gần là cũng chỉ cần một viên thôi. Tuyệt vời. Ôi trời ơi, nguy hiểm quá các bạn ạ. Mày quá. Vừa kịp xong cái đợt đây các bạn ơi. Nhưng mà khẩu súng này nó thay đạn lâu thực sự. Nếu như mà giờ chừng đang bắn mà nó hết đạn một cái thì thôi, ối rồi luôn. Bọn Skibidi Toilet nó ập vào thì là mình gọi là hẹo luôn đấy. Mình sẽ reroll lấy một khẩu súng khác đi. Xem khẩu nào xịn xò con bò hơn. Ối rồi. Lại ra khẩu súng ngắn thế này. Có khẩu nào ngon lành cái nào hơn không đây? Ôi kìa. Ô hai. Ui, khẩu súng này á, bắt buộc là phải lấy thôi nhở, chứ nếu không thì cũng sẽ bị hết đạn mất. Thôi, lấy thôi các bạn ơi, không còn cách nào khác nha. 200 viên đạn thì 200 viên đạn, nhưng mà liệu có sống sót ở trong cái đợt 7 này hay không thì cố thủ thôi, không biết làm cách nào cả. Lấy cố. Rồi, 2 con, 3 con. Ngay đầu đợt đã có 3 con rồi, mình sẽ chờ nó đến. Ném một quả lưu đạn. Ui rồi, ôi. Con bom này không ăn thua rồi các bạn ơi. Ui giời. Chính trưởng ơi. Ui. Nó đông quá các bạn ơi. Giật liên tục luôn này. Nhưng mà nó vẫn còn khá là nhiều đằng sau các bạn ạ. Ui ôi. Trời ơi. Thốn. Thay đạn lại còn lâu nữa chứ. Kêu. Oh my god. Không ổn rồi các bạn ơi. Khẩu súng này không biết là có đủ đạn để mà tiêu diệt cái đợt 8 này không này. Nó đông quá trời luôn ấy. Rồi luôn.
rồi luôn. Ui, cứu. Rồi, con này nó khỏe thực sự luôn. Bên trong đầu nó toàn là sắt thép các kiểu luôn. Nó như kiểu là robot vậy các bạn ạ. Nhưng tiêu diệt nó cực kỳ là khó, nhưng mình phải chạy vào trong này đã. Nhanh. Ồ, may quá, nó chỉ còn lại vài con thôi. Nếu như mà khéo léo thì mình hoàn toàn có thể tiêu diệt được hết bọn này nha. Đợt 8 có vẻ là khả thi đối với mình. Tiêu diệt nó. Đúng rồi. Rồi. Sợ thực sự. Ui, vẫn còn. Trời ơi, khẩu súng kia của mình hết đạn rồi. Cứu. Không còn rồi. Còn tận 4-5 con nữa. Khẩu súng này của mình thì cũng hết đạn luôn. Bắn đi. Trời ơi, như vậy là mình đã thất bại trong cái thử thách siêu khó rồi các bạn ơi. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để cổ vũ mình trong những video tiếp theo có thể hoàn thành cái thử thách đấy nhá.